Củ sen, được tạo ra từ phần thân rễ của cây sen, không chỉ mang đến một hương vị ngọt ngào và độ giòn độc đáo, mà còn là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quý giá cho cơ thể. Sau khi được rửa sạch, củ sen có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như canh củ sen, củ sen hầm, củ sen xào tôm thịt và thậm chí có thể được nghiền thành bột để sử dụng trong các món tráng miệng. Thành phần dinh dưỡng trong củ sen những lợi ích tốt cho sức khỏe. Củ sen không chỉ là một thực phẩm phổ biến, mà còn mang trong mình những lợi ích sức khỏe đáng kể. Dưới đây là một số tác dụng quan trọng của củ sen mà bạn nên biết. Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp. Củ sen không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, mà còn có khả năng bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất kali trong củ sen giúp kiểm soát huyết áp và tạo hiệu ứng tích cực cho hệ mạch máu. Điều này bao gồm việc giãn mạch, tăng tỷ lệ lọc thận và giảm sản xuất enzyme genin, có thể tăng huyết áp một chế độ ăn thiếu kali có thể dẫn đến tình trạng yếu cơ, nhịp tim không đều, thay đổi tâm trạng và buồn nôn. Không chỉ vậy, củ sen còn cung cấp fola và vitamin C quan trọng, góp phần tạo máu và duy trì sức khỏe mạch máu. Cải thiện chức năng miễn dịch Với hàm lượng vitamin C phong phú, củ sen tăng cường sức đề kháng và bảo vệ miễn dịch khỏi tác động của gốc tự do. Vitamin C còn thúc đẩy sản xuất interferon, một protein quan trọng trong hệ miễn dịch, giúp tăng khả năng phản ứng miễn dịch và giảm tác động của histamine. Điều này cũng giúp cơ thể đối phó tốt hơn với tình trạng căng thẳng. Thêm vào đó, việc bổ sung củ sen vào chế độ ăn hàng ngày cũng tăng cường chức năng miễn dịch. Bảo vệ gan và tác dụng của bột củ sen. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, củ sen còn bảo vệ tế bào gan thông qua hàm lượng polyphenolic cao. Một số nghiên cứu động vật đã gợi ý rằng bột củ sen có thể ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu. Theo quan điểm của Đông y, nước củ sen cũng được coi là thức uống thanh nhiệt và làm mát. Tác dụng cầm máu và lưu thông máu Ngoài vai trò thực phẩm, củ sen còn có tác dụng cầm máu và thúc đẩy lưu thông máu trong góc nhìn của y học cổ truyền. Củ sen thường được sử dụng để điều trị tình trạng chảy máu cam, chảy máu đường tiểu hoặc tiểu tiện có máu. Đồng thời, vitamin B6 trong củ sen đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ tim mạch, giảm viêm và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Một số nghiên cứu cho thấy củ sen lên men có khả năng giảm loét dạ dày do tác động của ethanol HCl ở chuột. Mặc dù cơ chế giảm viêm này cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn, tuy nhiên, nó khẳng định khả năng củ sen có thể hỗ trợ giảm viêm nhiễm. Nguy cơ dị tật bẩm sinh và thai kỳ khỏe mạnh. Củ sen cung cấp fola vitamin B9 quan trọng, đặc biệt cần thiết cho thai kỳ khỏe mạnh. Điều này giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh nguy hiểm. Ngoài ra, củ sen cũng cung cấp cho lai, sắt và canxi, các chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ một thai kỳ khỏe mạnh. Hỗ trợ hệ thần kinh và vitamin nhóm B. Củ sen là một nguồn giàu các vitamin nhóm B như pyridoxin, fola, niacin, riboflavin, axit pantothenic và thiamin. Đặc biệt, pyridoxin vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thần kinh, giúp kiểm soát tình trạng khó chịu thần kinh, đau đầu và căng thẳng, đồng thời giảm nguy cơ đau tim. Cải thiện sức khỏe làn da và hệ tiêu hóa. Các chất polyphenol chiết xuất từ củ sen đã được nghiên cứu và cho thấy tác dụng giúp duy trì sức khỏe làn da, Thông qua việc giảm hoạt động của metalloprotein A trong tế bào da, đồng thời có tác dụng giảm viêm. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong củ sen hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa ung thư đường ruột và táo bón, giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết. Kiểm soát cân nặng. Nhờ hàm lượng chất xơ, củ sen giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tạo cảm giác no lâu hơn, ngăn chặn việc ăn quá nhiều và đói giữa các bữa ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân. Như vậy, củ sen không chỉ là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn mang trong mình nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe đáng kể. Lưu ý cho những người không nên dùng. Mặc dù củ sen có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng cần lưu ý rằng không phải ai cũng nên sử dụng củ sen. Người tiểu đường, đại tràng hoặc dạ dày nhạy cảm. Do củ sen chứa nhiều tinh bột, người mắc tiểu đường, bệnh đại tràng hoặc vấn đề về dạ dày cần cân nhắc trước khi sử dụng thường xuyên. Người có nguy cơ dị ứng. Mặc dù nguy cơ dị ứng từ củ sen thấp, nhưng những người có tiền sử dị ứng thực phẩm cần thận trọng. Người mắc bệnh liên quan đến gan Dù là thực phẩm có lợi cho gan, nhưng người mắc bệnh gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên dùng củ sen. Cách chế biến Để sơ chế củ sen để nấu ăn hoặc làm bột củ sen, bạn cần đảm bảo những điều sau đây. Gọt vỏ củ sen Vỏ củ sen tiếp xúc với bùn đất. Vì thế trước khi chế biến thành các món ăn, bạn đừng quên gọt bỏ phần vỏ bên ngoài. Xả sạch dưới vòi nước Rửa sạch củ sen đã gọt vỏ trong nước lạnh. Chú ý kỹ những phần rãnh bên trong củ sen. Dùng giấm để củ sen không bị thâm. Để giữ được màu trắng tươi ngon của củ sen, bạn hãy ngâm chúng trong hỗn hợp nước lọc pha thêm một chút giấm và muối. Cách thưởng thức củ sen Có nhiều cách để thưởng thức củ sen một cách ngon miệng và lành mạnh. Củ sen nướng hoặc chiên giòn Tạo ra món ăn vặt lành mạnh và ngon miệng. Sử dụng bột củ sen Bột củ sen có thể dùng để pha nước giải khát hoặc thêm vào món trắng miệng như chè sen. Thêm vào món canh Củ sen thêm vào món canh làm gia tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng của món ăn củ sen ngâm chua. Trần qua nước sôi và ngâm chua để tạo ra một món ăn kèm độc đáo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng củ sen cần được chế biến kỹ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc, góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.